Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad đây. Vâng, lâu lắm rồi thì chưa solo squad lại để anh em xem giao lưu cộng đồng hơi nhiều. Sorry các bạn nha. Vâng, mình thấy khu nhà C rơi xuống khá nhiều này. Đây đây. Một bé này. Trời ơi, ông này solo squad ạ. Bên này có một team. Vui phết. Mình cũng thích cái kiểu là tên bựa bựa ấy. Mình cũng hay đặt tên đặc phụ của mình như kiểu là cute hạt me, nhưng mà mình thiên về dễ thương hơn chứ không có bựa quá. Và lúc nãy thì các bạn có nghe bên khu vực nhà máy ấy bắn nhau không nhỉ? Mình nãy mình nghe thấy có tiếng bắn nhau bên này ấy. Nhưng mà khi mà mình kết thúc tiếng súng cuối cùng của mình thì nó lại là không nghe thấy gì nữa. Và có một thằng ở đây. Trời ơi, bạn chạy đâu vậy? Nó nấp đâu gần gần đây thôi. Bọn này lừa lắm. Ui. Ui trời ơi, sấy mù hết cả mắt. Vâng, một cú gọi là để người ta sấy vào mặt, bó tay. Mình cứ tưởng mình sấy chuẩn đủ đam cơ. Vâng, sấy đi sấy lại cảm thấy không trúng viên đâu cả. Trời ơi, những viên đạn chỉ găm xung quanh thân hình của bạn ấy. Các bạn hiểu không? Vâng, nỗi buồn của những người sấy mù mắt người xem. Thôi bỏ qua đi, chúng ta không nên lưu trữ những nỗi buồn trong đầu làm gì.
mình phải lưu trữ những cái gì vui vui hay hay, ví dụ như là highlight cân 2-3 squat các thứ như trong mơ vậy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm người. Vâng, trước khi đi thì chúng ta nên ăn nốt cục thính nhỉ ạ. Chứ lát rồi mình vô cái thế bắn nhau rồi thì mình còn lâu mới nhớ cái play gun mình đang cầm. Ok, combo 12-49 cộng với 12-24 ổn phết. Ủa, phía xa xa kia có phải là con xe không ta? Ấy chà, hình như có người này. Nó nằm thì phải. À không, úi dồi ôi, đang lút đổ. Thua luôn. Vâng, bạn này đang lút đồ nhưng mà đi một mình thì phải. Vâng, cái cục thính nó từ xa bị lag ấy, nó không nhìn thấy được. Vâng, hướng đầu kia lúc nãy mình nghe thấy có tiếng súng này. Không biết là các bạn ấy ngồi ở khu vực nhà nào rồi. À đây đây. Vâng, bạn này lúc nãy bắn nóc một ai đấy xong rồi đẩy sang. Khá là ghê. Vâng, trong khu vực Pochinki mấy khu vực đông nhà ấy. Lúc đầu mà không nhảy vô là lúc sau thề với các bạn là không biết nó ở nhà nào ấy. Nhiều thằng nó chơi kiểu nó ngồi một chỗ trong một căn nhà nào đấy, nó chỉ đợi mình đi ngang qua và nó sẽ xả một mẻ đạn vào mặt mình. Rất chi là đáng sợ. Nhất là cái khu vực lót leo nét ở trong sa mạc ấy. Úi dồi ôi. Ui, ghê nhờ. Ngồi đấy ke sẵn từ trước. Lại bố luôn. Gạt giò cái nhẹ. Đáng sợ thật. Úi dồi ôi, thằng đồng đội nó đây. Vâng, mình sẽ tiêu diệt nốt thanh niên cuối cùng. Trời ơi, tính nhảy vào hả? Nhảy vào đâu? Vét máng. Trời đất ơi, thật luôn. Vâng, máy bay bay qua nhưng mình không thấy được cái thính nó rơi ở đâu cả. Một bé này. Trời ơi. Một team trên khu vực đồi Rozok. Vâng, mình thấy có một bạn không có mũ anh em ạ. Một bộ đồ rất chi là xinh luôn, có tai các thứ. Và tất nhiên rồi, khi mà nhìn thấy bạn ấy xinh đến như vậy thì chắc chắn là đầu bạn ấy không đội mũ. Vâng, các bạn ấy không biết là bao nhiêu thằng đây. Vâng, có đủ 4 thằng không đây? Chứ trước mắt là mình bắn nóc 1 và còn 2 rồi đấy. Có thể là một team 4 trên này. Một bé này. Thôi nửa cây, hơn nửa cây rồi. Nguy hiểm thế. Úi dồi ôi. Bình tĩnh. Lock 3 này. Còn 1. Ơ kìa, cái định mệnh thằng này. Ơ à. Vãi rồi. Ui. Cái thằng trời đánh này. Ăn hết kill của tao. Đùa đấy, ăn được mỗi kill bọ. Đấy, nó làm hết phần còn lại rồi. Bằng chính xác là nó cai hết và nó ngã núi rồi. Thôi xong rồi. Lầy thì KS này. Trời ơi. Bạn nghĩ nó không quả báo sao trời. Vâng. Và như vậy thì bạn ấy đã phải trả giá rất chìa đắt luôn. Quả ngã nuôi đây chắc bạn ấy yếu máu rồi. Mình thấy nó yếu lắm rồi đấy.
Mỗi tội là không đủ đam để giết được thôi. Vâng. Con xe có xác, các thứ các thứ. Ghê phết nhờ. Ông kia cũng cơ hội thấy mình đẩy lên phát cũng vác 1249 đẩy lên như ai. Trời ơi. Người gì đâu mà khôn thế. Khôn như bạn quê mình, Exeter kéo cổ đi hết rồi bạn ạ. Thôi, chim cút. Chim cút và xôi xéo. Mình sẽ vào bo và chặn bo các bạn ấy. Vâng, mình không thể buông tha cho một bạn nào team bạn ấy được. Gọi là thù một thằng thì thù luôn cả bọn. Vâng, hơi xấu tính một chút. Vâng, xe nó đi bo bo này. Tôi xong bạn rồi. Ok. Ui. Đau thế. Ốp đầu ra. Bắn kinh thật. Vâng, tí nữa nó vẫy vào đầu thì thôi xong. Bay màu. Vâng, mình cần phải đổi cái giáp anh em ạ. Nãy có một thằng bên gốc cây cơ. Không biết nó chạy đi đâu rồi. Ui, shipper có tâm chưa? Còn những ship giáp 3 mũ 3 còn khá là lành lặn thì nó còn có thêm một khẩu ốp nữa. Thế này thơm rồi. Để xem thằng ốp nó bắn ở đâu. Vâng, thằng ốp nó cứ bắn nãy giờ nhưng mình vẫn chưa biết là nó đang đứng ở đâu nha bạn. Trời ơi. Mình chỉ cần nhìn thấy bạn ở đâu thôi. Hóa ra bạn ngồi lên đồi ạ. Mà từ đây lên đồi vẫn loát được. Xa phết. Cảm thấy hơi vô lý một chút. Nhưng mà không sao. Vâng, hiện tại thì mình kênh nốt thằng ở trong khu nhà nước anh em ạ. À đấy, ra này. Trời ơi. Thế mà bạn cũng chịu khó ghê luôn á. Bạn nấp trong đấy bao lâu bạn mới mò mặt ra. Vâng, và như vậy thì còn một thằng nữa. Ok rồi. Thằng cuối thì mình nên làm gì nhờ? Đập chảo đi. Thử thách đập chảo bóc cuối lấy top 1. Hi. Vâng, tầm này đập chảo bó cuối cũng hấp dẫn phết. Nhưng mà cần phải biết là nó đang ở đâu. Ui. Sorry, đâm nhầm vào cục thính, xin lỗi bạn nhé. Vâng, trong khu nhà nước chắc là hết rồi. Có mỗi thằng đấy thôi à. Mình cam nó từ gốc cây chạy vào đây. Và thằng cuối thì mình nghĩ là nó cũng đâu biển vía bên này thôi. Trên đồi không ai. Đây. Hello. Ok, cập nhầm. Úi dồi ôi. Vâng. Và như vậy thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ đập chảo bóc cuối. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem thì thấy hay đừng quên like và comment bên dưới video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.